Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở đây thì mình đang có hai chiếc siêu phẩm, một là ở phía bên tay trái vừa mới được Sony ra mắt trong thời gian gần đây, đó là chiếc Sony Xperia Z4, và ở phía bên tay phải của các bạn, một chiếc điện thoại ra mắt cách đây khá lâu rồi, nó sắp có phiên bản kế nhiệm, đó là chiếc iPhone 6 Plus. Trong video hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn so sánh hiệu năng của cả hai chiếc smartphone này để xem là chiếc Z4 vừa mới ra mắt nó có ăn thua được với chiếc iPhone 6 Plus đã ra mắt cách đây khá lâu hay không, hay là với con chip Apple A8 và 1GB RAM ở trên chiếc 6 Plus này, liệu nó đã lỗi thời hay chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng đi vào bài test. Trước tiên thì sẽ không có bất kỳ một game hay ứng dụng nào đang chạy ngầm ở trên cả hai thiết bị này cả, và chúng ta sẽ khởi động lại cả hai. Cả hai chiếc máy của chúng ta thì đều đã được khởi động lên. Chúng ta sẽ cùng đi vào các ứng dụng đầu tiên, những ứng dụng hết sức nhẹ nhàng và cơ bản. Đầu tiên là với camera. Camera ở trên iPhone 6 khởi động nhanh hơn một tẹo. Khả năng khởi động camera quá là bá đạo, và thực sự với cái giao diện của camera ở trên chiếc iPhone, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng và cách khởi động camera lên cũng nhanh hơn một tẹo so với chiếc Xperia Z4. Về mặt màn hình thì cả hai khởi động tương đương nhau, không có sự khác biệt. Với các ứng dụng nhẹ nhàng như thế này thì khó có thể tìm được sự khác biệt giữa cả hai sản phẩm Z4 hay là iPhone 6 Plus. Chúng ta sẽ vào cùng trình duyệt để xem là Safari hay là Chrome trên Z4 sẽ load nhanh hơn đây. Lúc đầu cứ tưởng là Z4 sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên thì về sau Safari đã giành được cái nước rút, nó đã tiến lên nhanh hơn. Chúng ta sẽ chuyển qua với các tựa game. Ở đây các bạn thấy là các tựa game nó đã khác nhau khá nhiều. Mình đã cập nhật hết cả hai lên đều là các phiên bản mới nhất. Tuy nhiên thì trông nó khá là khác và có vẻ như iOS được cập nhật với phiên bản mới hơn. Và với tựa game đầu tiên, Jump thì chiếc Z4 đã khởi động nhanh hơn một chút so với chiếc iPhone 6 Plus. Chúng ta sẽ chuyển qua với tựa game thứ hai, đó là Temple Run 2. Và với tựa game Temple Run 2 thì chiếc Z4 một lần nữa lại khởi động nhanh hơn. Nó bỏ xa chiếc iPhone 6 Plus khá là nhiều. Đó, đến bây giờ thì 6 Plus mới có thể khởi động xong và vào được tựa game này. Trong khi đó thì Z4 đã vào được cách đây khá lâu rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua với tựa game cuối cùng, tựa game khá là nặng, đó là Asphalt 8. Và với tựa game Asphalt 8, một lần nữa thì nó lại vào nhỉnh hơn một chút so với chiếc iPhone 6 Plus. Có vẻ như năm nay hiệu năng của con chip 810 tuy được đánh giá không cao, tuy nhiên thì với iPhone 6 Plus có vẻ như nó vẫn chưa đánh bại được con chip này. Ra mắt cái này khá lâu rồi, và có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi một chiếc iPhone 6 Plus thế hệ tiếp theo nó có đủ khả năng cũng như đủ sức mạnh để có thể vượt trội hơn so với chiếc Sony Z4 này. Đó là về game, chúng ta sẽ quay trở lại với khả năng quản lý RAM. Với Apple chúng ta sẽ chỉ có 1GB RAM, cách ra mắt cách đây khá lâu, từ iPhone 5 này, 5S cho đến bây giờ iPhone 6 Plus vẫn sẽ chỉ có 1GB RAM. Trong khi đó thì với Z3 chúng ta sẽ có tận 3GB RAM lận. Chúng ta sẽ cùng vào lại với các ứng dụng để xem là với cả hai nó phải loát lại hay không. Sony thì vốn nổi tiếng với khả năng quản lý RAM, chúng ta sẽ có lẽ là mình đoán nó sẽ không phải loát lại bất kỳ game hay là ứng dụng nào trong quá trình sử dụng cả. Để xem với 6 Plus xem nào. Cũng không phải loát lại luôn, trình duyệt của nó vẫn có thể loát lại nhanh cho người dùng và sẽ không phải loát lại từ đầu. Tổng kết lại với cả hai chiếc smartphone này, chúng ta đều có những thiết bị đẹp, tinh tế và đặc biệt là hiệu năng của nó rất bá đạo. Cả khả năng quản lý RAM ở trên cả hai đều được tối ưu rất tốt. Với 1GB RAM ở trên chiếc iPhone 6 Plus, chúng ta vẫn được Apple tối ưu rất tốt với hệ điều hành iOS. Nó không phải loát lại game, ứng dụng, tất nhiên là chỉ với lượng ứng dụng như vậy, còn nhiều hơn thì không có gì đảm bảo là nó sẽ không phải loát lại. Còn với chiếc Xperia Z4 mới được ra mắt gần đây, hiệu năng của nó thì có vẻ hơi bị thụt lùi so với con chip Snapdragon 801 thế hệ trước. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể đánh bại được chiếc iPhone 6 Plus này. Một số game, ứng dụng nó load nhanh hơn và với 3GB RAM, khả năng quản lý RAM của nó rất tốt. Mình đã thử với khá là nhiều game, ứng dụng nó có thể load 8-9 game cùng một lúc và sẽ không phải load lại trong quá trình sử dụng. Nếu các bạn quan tâm về giá bán của cả hai sản phẩm này đều có các phiên bản chính hãng cũng như là các phiên bản lock nhà mạng thì các bạn hãy truy cập vào website techone.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. TechOne, uy tín và giá trị đích thực.